Em vừa thấy một cái bình luận hỏi trên Facebook rằng là ở miền Bắc khí hậu bốn mùa, có mùa lạnh thì cái cây mẫu đơn này phát triển tốt hơn, mạnh hơn, hay là miền Nam khí hậu thường xuyên ấm áp thì phát triển mạnh hơn. Thì cũng xin thưa với các bác là để trả lời cái câu hỏi này nó chỉ mang tính chất là tương đối thôi nhé. Thì các bác hãy phân tích như thế này để các bác sẽ hiểu rằng là cây mẫu đơn nó thích hợp ở miền nào hơn. Thì như các bác đã biết thì mẫu đơn là một trong những loại cây được trồng ở cả hai miền của nước ta. Miền Bắc cũng trồng rất nhiều, miền Nam cũng trồng rất nhiều. Miền Nam thì thường thường hay gọi là cây trang đỏ, trang vàng, gọi là cây bông trang đấy. Còn ở miền Bắc thì hay gọi là cây hoa mẫu đơn. Có rất là nhiều dòng, nhiều giống, nhiều màu. Bắt ngát luôn. Có cả những dòng mẫu đơn nhập ngoại, dòng mẫu đơn ta, rồi những cái dòng mẫu đơn Thái. Tóm lại là nhiều lắm các bác ạ. Tuy nhiên, quay trở lại cái câu hỏi, cái chủ đề là ở miền nào thì cây phát triển tốt hơn, thì cũng xin thưa với các bác là ở miền Nam ấm áp thì cây cối sẽ phát triển tốt hơn, đặc biệt là cây hoa mẫu đơn. Tuy nhiên, nó sẽ loại trừ những cái cây mà nó thích hợp với những cái cây thích hợp với cái khí hậu lạnh, ví dụ như cây hoa hồng thích hợp với khí hậu mát mẻ thì ở miền Bắc nó lại phát triển tốt hơn. Còn riêng cái dòng mẫu đơn, thì có ánh sáng mạnh, đặc biệt là nắng, thì mẫu đơn nó sẽ hoa ra hoa rất là tốt nha các bác nhé, ra hoa rất là nhiều luôn, cây nó sẽ phát triển rất là nhanh. Cho nên là những cái cây mẫu đơn mà được trồng ở trong Nam ấy, thường thường thì các bác trồng thân nó phát triển nhanh to lắm, cực kỳ nhanh to luôn. Còn những cái cây ở ngoài Bắc nó sẽ lâu hơn bởi vì nó phải chịu ảnh hưởng của cái mùa lạnh. Khi mùa lạnh thì những cái cây đặc biệt là mẫu đơn nó sẽ cầm lại, nó sẽ chững lại, nó sẽ không phát triển nữa. Tuy nhiên mẫu đơn ấy hoa thì nó cả trong Nam lẫn ngoài Bắc thì hoa nó đều ra nhiều như nhau. Nhưng mà cá nhân em cho là trong miền Nam ấy nó có nhiều hơn một chút đấy, nhiều hơn một chút nha các bác nhá. Còn ở ngoài Bắc thì nếu mà chúng ta cắt tỉa chăm sóc tốt thì nó cũng ra hoa đều đều thôi. Tầm độ 3 tháng một lứa, 3 tháng một lứa, hoa quanh năm luôn. Đấy. Đặc biệt là với những cái dòng mẫu đơn này, chúng ta cần tưới tắm thường xuyên với cái mùa nắng nóng, đặc biệt là ở khí hậu ở miền Bắc là mùa hè, còn ở miền Nam thì nó quanh năm. Mùa ngoài cái mùa mưa ở miền Nam, ngoài cái mùa mưa ra thì không nói, nhưng mà cái mùa khô chúng ta phải tưới tắm thường xuyên, không cây nó héo nó sẽ thui chột cây. Đây, em vẫn bật cái vòi phun mưa nó tưới. Đây là những cái cây trang, cây mẫu đơn lá nhỏ ở trên vườn nhé. Đấy, còn những cái cây ở chậu thì lại càng phải thường xuyên tưới. Thì các cái dòng mẫu đơn có những dòng nó chịu hạn khá là tốt. Ví dụ như những cái cây đây, em có cái cây đơn cờ này, rồi cây vàng Pháp này, chịu hạn rất là tốt. Còn cái cây đỏ nhung nhá, nếu mà các bác mà có ý định trồng mẫu đơn đỏ nhung này thì các bác lưu ý là nó chịu hạn không tốt đâu, nếu mà khô hạn nó sẽ héo ấy. Nó sẽ héo. Còn những cái cây đỏ cờ hay những cái hoa vàng em đấy nó chịu hạn cực tốt luôn. Nó gần như là cái sức chịu đựng của nó khô hạn rất là tốt. Cho nên là nếu mà các bác ý định trồng hoa mẫu đơn ấy thì hãy lựa chọn trong dòng nào nó dễ chăm sóc và nó ít bị héo khi mà chúng ta quên không tưới. Bởi vì chắc chắn là sẽ có những bác quên. Chính vì vậy mà chơi hoa mẫu đơn nó rất là dễ, chúng ta chỉ cắt tỉa thôi, ít khi sâu bệnh lắm. Cho nên là các bác nên chơi, khuyên các bác nên chơi. Và cũng chia sẻ với các bác là miền Bắc hay miền Nam chơi đều đẹp. Miền Nam thì cây nhanh lớn hơn một chút, hoa có thể nhiều hơn một chút, nhưng miền Bắc chơi vẫn ok lắm các bạn. Vâng, cảm ơn các bác nhé.